Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Lập trình cùng Daryl. Và đây là loạt video hướng dẫn lập trình Scratch cơ bản. Bản dạy số 8: chức năng của các câu lệnh trong nhóm cảm biến. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các câu lệnh trong nhóm cảm biến, là các câu lệnh có màu xanh nhạt. Nhiệm vụ của chúng là cung cấp những thông số, dữ liệu và thuộc tính đặc biệt phục vụ cho việc lập trình. Câu lệnh đầu tiên ta tìm hiểu là câu lệnh đang chạm vào một đối tượng nào đó. Đối với những câu lệnh có dạng hình thoi như thế này thì nó không thể chạy độc lập một mình được, mà nó sẽ được gắn vào các câu lệnh khác để hoàn thiện một chức năng nào đó. Ví dụ ở đây, tôi có một câu lệnh điều kiện nằm trong một vòng lặp liên tục. Tôi sẽ gắn câu lệnh cảm biến đang chạm này vào trong câu lệnh điều kiện để hoàn thiện phần điều kiện của nó. Như vậy, ta có điều kiện là nếu đang chạm vào con chó chuột. Và nếu điều kiện này xảy ra, ta sẽ cho nhân vật ẩn đi. Khi chạy chương trình, do có một vòng lặp liên tục chi phối cho câu lệnh điều kiện này luôn luôn hoạt động, nên mỗi khi con chó chuột chạm vào nhân vật sẽ ẩn đi. Để xem có đúng như vậy hay không, ta hãy chạy thử chương trình. Tôi sẽ đưa con chó chuột chạm vào nhân vật Abby, và nhân vật Abby đã bị ẩn đi. Tôi sẽ dừng chương trình cho nhân vật hiện lại và chạy lại một lần nữa. Nó hoạt động rất đúng với kịch bản mà ta đã lập trình. Trong phần tùy chọn của câu lệnh này còn có thuộc tính đang chạm cảnh, tức là biên của màn hình. Ta sẽ chọn thuộc tính này và chạy thử xem. Tôi sẽ kéo nhân vật AB đến sát biên và chạm vào cạnh màn hình, thì ngay lập tức nhân vật đã bị ẩn đi. Lưu ý là dù cho tôi có kích hoạt cho nhân vật hiện lại, nhưng nhân vật hiện lên rồi cũng bị ẩn đi ngay lập tức. Nguyên nhân là vì vòng lặp liên tục vẫn còn đang hoạt động. Câu lệnh điều kiện luôn luôn được thực thi, nên chừng nào nhân vật vẫn còn chạm biên màn hình thì lúc đó nó luôn luôn ẩn đi. Ta phải dừng chương trình để dừng vòng lặp, thì cái đó mới cho nhân vật hiện lên ngay tại biên màn hình được, thì lúc này câu lệnh điều kiện đâu còn chạy nữa. Phần tùy chọn của câu lệnh này nó còn cho phép chúng ta lựa chọn chạm vào các nhân vật khác. Ví dụ ở đây tôi lựa chọn đang chạm vào Sprite 1, tức là nhân vật chú mèo Scratch, và chạy thử. Tôi sẽ kéo nhân vật AB sao cho chạm vào chú mèo Scratch, và ta thấy AB đã bị ẩn đi. Và lúc này có cho hiện lại cũng không được, vì vòng lặp liên tục vẫn đang hoạt động, câu lệnh điều kiện luôn luôn được thực thi. AB hiện xong lại chạm vào chú mèo nên lại ẩn tiếp. Muốn hiện lại mà không ẩn thì phải dừng chương trình để vòng lặp dừng lại. Bây giờ tôi sẽ lựa chọn đang chạm vào nhân vật Apple, trái táo, và AB cũng bị ẩn đi khi chạm vào trái táo. Như vậy là ta đã hiểu rõ nguyên lý hoạt động của câu lệnh cảm biến đang chạm vào một đối tượng nào đó. Câu lệnh cảm biến tiếp theo mà ta tìm hiểu là câu lệnh đang chạm vào một màu nào đó. Cũng là cảm biến chạm giống như câu lệnh khi nãy, nhưng ở đây đối tượng chạm không phải là con chó chuột hay nhân vật nào cả, mà là màu sắc. Ví dụ, vẫn theo kịch bản khi nãy, ta sẽ gắn cảm biến này vào trong câu lệnh điều kiện. Và màu được chạm, ta có thể điều chỉnh bằng cách kéo các thanh chỉnh màu sao cho phù hợp. Nhưng để cho chính xác thì ta nên chọn sử dụng công cụ hút màu. Chính là nút này, khi nháy vào nó, giao diện sẽ cho phép chúng ta chọn một điểm trên màn hình để lấy màu của điểm đó. Ví dụ, tôi nhớ chọn vào một điểm có hình ảnh mặt trời để lấy màu của mặt trời. Nó có màu vàng như thế này. Như vậy là ta đã chọn xong màu cho cảm biến qua chạm. Và khi điều kiện này xảy ra, ta cũng cho nhân vật AB ẩn đi. Ta chạy thử chương trình xem. Tôi sẽ kéo nhân vật AB sao cho chạm vào màu vàng của mặt trời. Và AB đã bị ẩn đi. Câu lệnh cảm biến tiếp theo cũng là một lệnh qua chạm, nhưng là hai màu chạm nhau. Ví dụ, tôi sẽ gắn cảm biến này vào câu lệnh điều kiện, và ta sẽ cho màu thứ nhất chạm vào màu thứ hai. Tôi sẽ đặt màu thứ nhất trước. Ở đây, tôi sẽ lấy màu thứ nhất là màu tóc của AB có màu nâu. Màu thứ hai tôi chọn đó là màu vàng của mặt trời. Nếu như hai màu này chạm nhau, tôi cũng cho nhân vật AB ẩn đi. Ta chạy thử chương trình xem. Tôi sẽ kéo thử AB để chạm từ từ vào mặt trời. Ta thấy tay của AB đã chạm vào mặt trời nhưng không bị ẩn đi. Kéo các người nhân vật vào cũng không bị ẩn. Nhưng khi tôi cho màu tóc của AB chạm vào mặt trời, thì ngay lập tức nhân vật đã ẩn đi. Như vậy là ta đã biết được chức năng của câu lệnh cảm biến màu chạm màu. Câu lệnh cảm biến tiếp theo mà ta tìm hiểu là câu lệnh khoảng cách đến một đối tượng nào đó. Câu lệnh này được bo tròn ở hai bên, nên nó thích hợp được gắn vào phần có hình tròn trong các câu lệnh. Chẳng hạn như câu lệnh nói này, ta sẽ gắn câu lệnh khoảng cách vào đây. Và ta được câu lệnh nói khoảng cách đến con chó chuột trong 2 giây. Chạy thử xem như thế nào. Và nhân vật nói ra một con số,
Con số đó chính là khoảng cách từ nhân vật AB đến con chó chuột, được tính bằng đơn vị điểm ảnh. Ta còn có thể lấy khoảng cách từ nhân vật AB đến các nhân vật khác, chẳng hạn như khoảng cách đến Sprite 1, nhân vật chú mèo, đó là 137,11 điểm ảnh. Khoảng cách từ AB đến trái táo là 221,84 điểm ảnh. Khoảng cách từ AB đến quả banh là 322,61 điểm ảnh. Câu lệnh tiếp theo mà ta tìm hiểu là một bộ hai câu lệnh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nhập dữ liệu trong Scratch. Đó là câu lệnh hỏi và trả lời. Đối với câu lệnh hỏi thì nó là một câu lệnh chạy độc lập. Nhưng khi câu lệnh này hoạt động, nó sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một nội dung nào đó từ bàn phím. Nội dung đó sẽ được lưu tạm trong biến trả lời. Ta có thể cho hiện biến trả lời lên màn hình bằng cách nháy vào dấu tích ở đây. Đối với biến trả lời thì nó cần một câu lệnh khác để hiển thị nội dung. Chẳng hạn ở đây, tôi sử dụng thêm một câu lệnh nói. Và cho câu lệnh nói này, tôi gắn vào biến trả lời để nhân vật nói ra nội dung mà người dùng đã nhập. Để tôi chạy minh họa thì sẽ hiểu rõ hơn. Khi chạy chương trình, nhân vật sẽ hỏi tên của bạn là gì. Lúc này, ở phía dưới có một khung nhập liệu để người dùng nhập thông tin vào. Tôi sẽ nhập vào họ tên của tôi. Nhập xong nhấn Enter để xác nhận. Và ta thấy nhân vật đã nói nội dung khi nãy mà tôi đã nhập. Biến số trả lời hiện nay đã lưu họ tên mà tôi đã nhập vào khi nãy. Ta có thể thay đổi nội dung hỏi của nhân vật. Ví dụ, nhân vật yêu cầu nhập vào một số nguyên. Sau đó, tôi gõ vào số 5 và nhấn Enter. Biến trả lời đã lưu được con số 5 mà tôi đã nhập. Cần lưu ý là biến trả lời chỉ lưu tạm thời thôi. Khi dừng chương trình và cho chạy chương trình lại thì nội dung lưu trong biến trả lời sẽ bị xóa đi. Do đó, ta cần chuyển dữ liệu lưu trong biến trả lời cho một biến số chính thức nào đó để có thể lưu trữ được lâu dài. Cái đó tôi sẽ hướng dẫn ở những bài sau đối với nhóm lệnh các biến số. Câu lệnh cảm biến tiếp theo mà ta tìm hiểu là câu lệnh nhận biết một phím nào đó được nhấn trên bàn phím. Câu lệnh này cũng không thể hoạt động độc lập được mà phải gắn vào phần hình thoi của câu lệnh khác. Ví dụ ở đây, tôi có hai câu lệnh điều kiện nằm bên trong một vòng lặp liên tục. Tôi sẽ gắn câu lệnh cảm biến nhấn phím này vào trong một câu lệnh điều kiện. Như vậy là ta sẽ có điều kiện khi phím trắng được nhấn. Nếu điều kiện này xảy ra, tôi sẽ cho nhân vật ẩn đi. Trong câu lệnh điều kiện còn lại, tôi cũng sẽ gắn vào cảm biến nhấn phím. Nhưng phím tôi chọn ở đây sẽ là một phím khác. Ví dụ như phím mũi tên sang trái. Và nếu như phím này được nhấn, tôi sẽ cho nhân vật hiện lại. Tôi sẽ cho chạy chương trình và nhấn phím thử. Và đây là khi nhấn phím cách, nhân vật ẩn đi. Nhấn phím mũi tên sang trái, nhân vật hiện lại. Nhấn phím cách, nhấn phím trái. Câu lệnh cảm biến tiếp theo liên quan đến chuột, đó là cảm biến chuột được nhấn. Bản thân tên của nó đã nêu rõ chức năng rồi. Ta hãy làm một ví dụ để hiểu rõ hơn. Tôi sẽ gắn cảm biến chuột được nhấn vào trong câu lệnh điều kiện của một vòng lặp liên tục. Nếu điều kiện nhấn chuột xảy ra, ta sẽ cho nhân vật ẩn đi. Và ta chạy chương trình thử xem. Tôi sẽ nháy chuột thử. Nhân vật đã bị ẩn. Thế khi nháy chuột, không cần biết là nháy ở đâu, nháy vào đối tượng nhân vật nào, thì nhân vật AB của chúng ta cũng sẽ bị ẩn. Câu lệnh cảm biến tiếp theo mà ta tìm hiểu là bộ hai câu lệnh lấy ra tọa độ x của con chó chuột và tọa độ y của con chó chuột. Nhiệm vụ của nó thì trong tên gọi của câu lệnh cũng đã thể hiện rất rõ. Ta sẽ gắn hai câu lệnh này vào lần lượt hai câu lệnh nói để nó hiển thị dữ liệu tọa độ của con chó chuột lên màn hình. Ở đây, tôi sử dụng thêm câu lệnh đợi một giây. Mục đích là để tôi có thời gian di chuyển con chó chuột đến một vị trí nào đó trên màn hình khi chương trình được chạy. Và ta sẽ chạy thử chương trình. Nó hiển thị tọa độ x của con chó chuột là 2, tọa độ y của con chó chuột là 3. Chính xác là vì tôi đang để con chó chuột ở vị trí gần gốc tọa độ. Tôi chạy lại lần nữa và đưa con chó chuột đến một vị trí khác. Lúc này tọa độ x là 97, tọa độ y là 106. Thử lại lần nữa. X là 74, y là 55. Câu lệnh tiếp theo trong nhóm cảm biến là câu lệnh đặt chế độ kéo thả cho nhân vật. Nó chỉ có hai thuộc tính, kéo thả được và không kéo thả được. Đối với các nhân vật trong Scratch, bình thường ta có thể kéo thả chúng thoải mái trên màn hình chính. Nhưng khi chạy ở chế độ phóng toàn màn hình, bằng cách nháy vào nút này ở góc trên bên phải màn hình, các nhân vật sẽ không thể kéo thả được nữa. Muốn kéo thả được nhân vật ở chế độ phóng toàn màn hình, ta hãy bật tính năng kéo thả được bằng câu lệnh đặt chế độ kéo. Chỉ cần kích hoạt câu lệnh này, nhân vật của chúng ta đã có thể kéo thả được ở chế độ phóng toàn màn hình. Còn những nhân vật không bật tính năng này thì sẽ không kéo thả được. Nếu ta muốn tắt tính năng này cho nhân vật thì chỉ cần đặt chế độ không kéo thả được và kích hoạt nó. Khi đó, nhân vật sẽ trở lại như cũ, không thể kéo thả bằng chuột được nữa. Câu lệnh cảm biến tiếp theo là một biến số rất đặc biệt. Tên của nó là độ ồn. Nhiệm vụ của nó là đo và lưu trữ độ ồn xung quanh thông qua micro của máy tính. Ta có thể nháy vào dấu tích ở đây để hiện biến số độ ồn lên màn hình chính.
giá trị của nó lớn hay nhỏ thì phụ thuộc vào độ ồn của môi trường xung quanh. Ta có thể sử dụng nó để phục vụ vào các mục đích lập trình khác nhau. Ta hoàn toàn có thể hiển thị giá trị của biến số độ ồn bằng cách gắn nó vào câu lệnh nói của nhân vật. Các câu lệnh cảm biến tiếp theo liên quan đến thời gian, đó là biến số đồng hồ bấm giờ và câu lệnh đặt lại đồng hồ bấm giờ. Khi ta kích hoạt chạy chương trình Scratch, đồng hồ sẽ bắt đầu đo thời gian. Ta bấm vào dấu tích ở đây để hiện giá trị thời gian của đồng hồ bấm giờ lên màn hình. Ta thấy thời gian ở đây được tính bằng giây và nó đang chạy. Ta hoàn toàn có thể sử dụng biến số này để phục vụ các mục đích khác nhau trong lập trình và có thể hiện nó bằng câu lệnh nói của nhân vật. Nếu như ta cần đặt lại đồng hồ bấm giờ cho nó chạy lại thời gian từ 0 giây thì chỉ cần kích hoạt câu lệnh đặt lại đồng hồ bấm giờ. Thời gian sẽ bắt đầu chạy lại từ đầu. Lưu ý là thời gian của đồng hồ bấm giờ cũng sẽ bị đặt lại nếu như ta dừng chương trình và cho chương trình chạy lại bằng cách bấm vào lá cờ. Câu lệnh tiếp theo là một câu lệnh rất đặc biệt. Nó cho phép chúng ta lấy được thuộc tính của các đối tượng sân khấu và nhân vật khác ngoài nhân vật mà chúng ta đang lập trình. Chẳng hạn như ta có thể lấy được số thứ tự phông nền hiện tại trên sân khấu, tên của phông nền là gì, âm lượng của âm thanh trong sân khấu là bao nhiêu và giá trị biến của tôi trong sân khấu là bao nhiêu. Ta có thể vào tùy chọn để lấy các thuộc tính của nhân vật khác. Ví dụ, tôi chọn lấy thuộc tính của nhân vật trái táo Apple thì lúc này ta có thể lấy được tọa độ x của Apple, lấy được tọa độ y của Apple, lấy được hướng của Apple, lấy được số thứ tự trang phục hiện tại của Apple, lấy được tên trang phục hiện tại của Apple, lấy được giá trị kích thước của Apple và lấy được giá trị âm lượng hiện tại của Apple. Muốn lấy được thuộc tính của nhân vật nào thì chỉ cần chọn nhân vật đó trong phần tùy chọn của câu lệnh này mà thôi. Câu lệnh tiếp theo cũng là một biến số về thời gian. Nó chứa thông tin của thời gian hiện tại như năm hiện tại, tháng hiện tại, ngày hiện tại, ngày trong tuần hiện tại, tức là thứ mấy đó, giờ hiện tại, phút hiện tại và giây hiện tại. Có một câu lệnh là biến số chỉ cho ta biết một thông tin duy nhất, đó là số ngày từ năm 2000. Từ năm 2000 cho đến nay là lúc thực hiện video này là 8603,21 ngày. Câu lệnh cuối cùng trong nhóm cảm biến là biến số chứa thông tin về tên đăng nhập tài khoản Scratch. Chẳng hạn như tài khoản Scratch của tôi có tên đăng nhập là Lưu Tấn Sơn Mời. Như vậy là qua bài hướng dẫn số 8, chúng ta đã biết được chức năng của các câu lệnh trong nhóm cảm biến như cảm biến chạm, khoảng cách, nhập dữ liệu, nhấn phím, nhấn chuột, tọa độ, chế độ kéo thả, độ ồn, đồng hồ bấm giờ, thời gian và các thuộc tính khác. Qua bài hướng dẫn đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hay và hữu ích, các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.